Không có việc gì cần phải dạy dỗ đâu nội. Cô ấy việc gì cũng giỏi hết trơn á. Nấu nướng, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa cũng sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp. Em, có việc gì không biết làm, nói cho nội và mẹ nghe coi. Dạ, việc gì con cũng giỏi hết. Đó, nội và mẹ nghe chưa? Nội, con có món quà tặng nội. Tặng gì? Con hát tặng nội bài hát nha. Hát hả? Ngày mới nắng âm, heo xinh xinh đi trên con đường, chờ thấy bông giang heo manly đang oai nghiêng nhìn, làm tim heo xinh đang yên vui bỗng rung rinh vì mắt ai to tròn. Dạ thưa nội, thưa mẹ. Tại sao tụi con lại vô tâm như thế hả? Dạ con xin lỗi bà, xin lỗi mẹ. Thiệt không chịu nổi. Hai con thật đáng trách, đi hưởng tuần trăng mật cũng không gọi điện về nhà. Mẹ biết Dương Hoàng nó vô tâm, nhưng còn con thì sao vậy? Đi du lịch về thì cũng phải ghé qua nhà thăm bà và ba mẹ chứ. Dạ con xin lỗi. Thiệt bực mình quá. Con có biết là cả nhà lo cho hai đứa thế nào không? Dạ. Mẹ hỏi là nhẫn cưới của con đâu? Dạ. Dạ con để trên phòng. Nhẫn cưới là không được tháo ra, lúc nào cũng phải đeo ở tay. Thấy chưa, mẹ đã bảo mà. Vì nó lớn lên không được dạy bảo đàng hoàng. Bà biết thằng Dương Hoàng nó cứng đầu, và mọi người trong nhà ai cũng đều biết cái chuyện của con và thằng Dương Hoàng. Cho nên bà mới chấp nhận cho con về làm dâu trong gia đình này. Nhưng không thể tiếp tục chuyện này nữa. Bà không muốn nói nhiều. Hai đứa tụi con dọn nhà về ở với bà và ba mẹ ngay. Tuần sau ta sẽ cho người tới đón. Còn bây giờ thì lo thu xếp mọi chuyện trước đi. Nội ơi, nội. Về thôi. Nội, nội, con xin lỗi nội mà. Nội, con nghe nói hôm qua mẹ con đưa nội sang nhà con chơi đúng không? Hai đứa không về đây, cho nên nội phải qua bên đó. Thì đáng lẽ ra tụi con phải về thăm nội. Nhưng mà nội biết con bận quá mà, cho con xin lỗi nha. Con đã quên cái nhà này rồi. Con có biết là nội nhớ con nhiều lắm không? Con biết là con có lỗi, nhưng mà con đâu thể dọn về sống chung với nội được. Tại sao? Có phải vợ con không muốn con dọn về đây ở không? Dạ, dạ không phải. Không phải tại cô ấy đâu nội. Nội cũng biết con với ba con đâu có sống chung được. Con với ba con đâu có hợp với nhau đâu. Có nhiều việc nội với mẹ con á muốn dạy vợ con, nên dọn về đây ở luôn đi. Không có việc gì cần phải dạy dỗ đâu nội. Cô ấy việc gì cũng giỏi hết trơn á. Nấu nướng, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa cũng sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp. Em, có việc gì không biết làm, nói cho nội và mẹ nghe coi. Dạ, việc gì con cũng giỏi hết. Đó, nội và mẹ nghe chưa? Sau khi kết hôn về mà về cũng về tay không. Con dâu của người ta thì đã có quà rồi. Nội đâu có đòi hỏi gì nhiều đâu. Kìa mẹ. Có sao đâu. Dù sao đi nữa, cha mẹ của nó qua đời, đâu có phải là lỗi do nó. Tại sao nội nhắc tới chuyện này vậy? Tại sao không? Nếu thấy cần thì nội nhắc hà. Thì đúng là chuyện mua quà là con quên mất. Cho con xin lỗi. Bây giờ nội nói đi, nội thích gì nào, để con mua cho nội. Có phải con cho là nội nói như vậy là để được nhận quà của con không? Nội, con có món quà tặng nội. Tặng gì? Dạ con hát tặng nội bài hát nha. Hát hả? Dạ. Bài hát này rất là hay nên con muốn tặng mẹ và bà nội. Ngày mới nắng âm, heo xinh xinh đi trên con đường, chờ thấy bông giang heo manly đang oai nghiêng nhìn, làm tim heo xinh đang yên vui bỗng rung rinh vì mắt ai to tròn. Mình phải làm sao, vẫn cứ bước hay cứ đứng dậy, người ta vẫn ngó, vẫn cứ cô, vẫn cứ cô nhìn, mà quá xấu xí, mắt tí hi hay ma dinh là chết cha tôi ơi, phen này heo té ẩm. Giờ mình phải làm sao đây ta? Mắc cỡ quá đi. Trái đất sao như quay quay, như bay bay, như ai đang nhìn. Kìa heo manly đưa hai mắt, đưa hai tay, không biết muốn gì. Mình phải làm sao, đưa tay ra, đưa tay vô, hay phải thế nào? Mắc cỡ quá đi. Mọi người có muốn biết đoạn kết như thế nào không?
Giờ heo xinh xinh, heo Melly đi trên con đường, và tay trong tay, chân song song, hai cái mông tròn. Nào qua bên đây, qua bên kia, lên bên trên, và cái đuôi xoay tròn, cái mông có miếng bông gòn nhưng đẹp đôi. Hả? Sao hết lãng quá vậy? Gì vậy? Dạ con chào ba. Con sẽ không dọn về đâu. Mẹ cố gắng giải thích cho ba chứ nội hiểu giùm con chứ. Con cố gắng hiểu ba con đi. Không lẽ con không hiểu ba con chút nào sao? Con đâu phải là đứa trẻ. Con hiểu ba con mà. Con chẳng hiểu chút nào cả. Thôi con về nha. Dạ con về. Thôi hai con về đi. Dạ. Công nhận cô cũng giỏi diễn trò lắm. Mà diễn cũng hay lắm đó. Sao con nhảy tango hay salsa luôn đi. Nè. Gì? Đi Vũng Tàu chơi không? Gì? Vũng Tàu hả? Vũng Tàu cách đây 200 cây số luôn đó. Cảm giác đứng trước biển thật thoải mái. Bao buồn phiền tan biến hết. Cảm ơn tôi đi. Cảm ơn. Không có chi. Ủa? Mà tại sao tôi phải cảm ơn anh chứ? Tất cả những buồn phiền của tôi là do anh gây ra hết mà. Cô thiệt là vô ơn. Biết vậy tôi đi một mình cho xong. Ước gì tôi sẽ có một ngôi nhà màu trắng ngay đây, ngay cạnh bãi biển. Một ngôi nhà thật đẹp, để những khi tôi muộn phiền tôi có thể ra đây ngắm cảnh hoặc thư giãn. Anh có thể tưởng tượng được không hả? Giống ngôi nhà trong phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc của Hàn Quốc chứ gì. Đúng rồi, sao anh biết vậy? Thông minh quá ha. Bộ lúc nào cô có nghĩ tôi ngu hả? Đâu có, thỉnh thoảng thôi. Tôi muốn đạp cô xuống biển quá. Bây giờ Việt Nam hay làm lại phim nước ngoài lắm á. Nếu như Việt Nam có làm phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc, anh có đóng không? Chắc là không quá. Sao vậy? Kịch bản phim đó hay mà, nhưng giờ cũng hay nữa, sao lại không đóng? Vì đóng phim đó sẽ gặp nhiều áp lực lắm. Biran đóng vai đó quá hay rồi. Tôi tin chắc không ai đóng hay hơn Biran đâu. Ý anh nói là anh diễn tồi nên không thể nào diễn hay vai đó chứ gì. Cô suy diễn bậy bạ cái gì vậy? Tôi nói tôi là diễn viên tồi bao giờ? Nói cho cô biết nha, phim tôi đóng chưa phim nào thất bại hết đó. Tôi chỉ nói Biran đóng vai đó quá xuất sắc rồi, nên nếu tôi đóng lại sẽ gặp rất nhiều áp lực. Thế thôi. Biết rồi. Làm gì tự nhiên cãi nhau vậy? Ở Việt Nam mà đi cãi chuyện Hàn Quốc. Mà tôi nghĩ ở Việt Nam sẽ không mua lại phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc để làm đâu. Ai mà diễn qua nổi cặp Song Hye Kyo và Biran chứ, đúng không? Mà nếu như có mua phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc thì họ cũng không có mời anh đâu, đúng không? Sao vậy? Thì họ phải chọn diễn viên giỏi để đóng vai Biran chứ. Vô duyên tập 2 đó. Nè. Bộ anh học trường y khoa thiệt hả? Chắc là ba của anh thất vọng nhiều lắm. Vì đã đặt kỳ vọng trong đó nhiều mà. Cô biết gì mà nói hả? Cứ lo làm tốt công việc của mình đi. Đừng xía vô chuyện đời tư của tôi. Ủa? Tôi làm tốt công việc của mình mà. Tôi đã ký được hợp đồng rồi. Tôi nhớ hình như là tôi đã nói cho anh nghe rồi mà. À, cảm ơn anh nha. Chuyện máy ghi âm đó. Hồi đó thì tôi cứ nghĩ anh chỉ biết chiêu chọc tôi thôi chứ. Cảm ơn. Nè, chúng ta chơi một trò chơi đi. Chơi gì? Cô sẽ chạy trước, rồi tôi đếm tới ba. Nếu tôi bắt kịp cô thì tôi sẽ quăng cô xuống biển. Hả? Không chơi đâu. Một. Không. Hai.